Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YNK Venture. Thì hôm nay á, tụi mình có một nhiệm vụ, đó là tôi lại cái chảo này đó, để chiên cơm. Vậy là sao đồ. Trên cái chảo này thì rất là ngon đó. Thì mình có hai cái chảo, đây là cái chảo nhỏ và đây là cái chảo lớn này. Đó, thì bây giờ á, mấy cái chảo này là vợ mình mới chui rửa xong. Thì bây giờ tụi mình sẽ quay cái quá trình mà tụi mình tôi cái chảo này ở trên bếp cho mọi người xem nha, trước khi sử dụng để cho nó khỏi bị dính khi mà mình xào đó. Ok, và bây giờ mình sẽ quay quá trình cho mọi người xem nha. Đây thì trước tiên á, tụi mình sẽ làm cái chảo nhỏ trước. Đây cũng là lần đầu tụi mình làm cho nên là không có kinh nghiệm, nhưng mà thử làm thử xem nó như thế nào. Thì cái chảo này á, mình dự định là tôi là như vậy, sau ngày sau này mà đi camping nhá, mang là đi theo chiên cơm ở trong rừng. Trời ơi, với cái lửa củi ở trong rừng rồi thì thôi tả chế bỏ chè đó. Thì cho nó chảo nó nóng đều như thế này, xong rồi một hồi mình sẽ quẹt dầu ở lên trên này. Đó, lúc nào mà nó làm cho nó lên đều như vậy, xong cái tẹt dầu vào đây. Mọi người bây giờ thấy chảo nó lên màu đẹp chưa này, mà nó lên đều chưa đó, thì các bạn phải để ý nhá, cứ làm dần dần đó, đừng có để nó bị cháy quá. Cho một hồi cái màu nó đều nó đẹp. Mọi người thấy nó tối đã sắp đều màu rồi này. Đó, chỉ có một góc này nữa thôi. Sau khi mà tối đều như thế này rồi á, thì bắt đầu mình để nguội. Để nguội cho nó nguội bớt, xong rồi bắt đầu mình bôi dầu, bôi hết luôn. Mọi người làm cái này thì nhớ cẩn thận mang găng tay vào nha, chứ không bỏng tay ấy, nóng lắm. Bây giờ mình chỉ cần bề cho nó nguội xong rồi bôi dầu. Thì đây là lần đầu tụi mình tôi cái chảo như thế này đó, cho nên là chưa có kinh nghiệm nhiều đó. Nếu mà người xem á, mà nếu ai có kinh nghiệm có gì góp ý thì comment ở phía dưới video cho tụi mình với nhá. Sau khi bôi dầu xong á thì mình tôi lại thêm một lần nữa, nó sẽ ra cái màu này này đó, còn phần dưới này nữa, đợi cho nó ra đều xong rồi để nguội xong ngay như lúc này, làm thêm một lần nữa bôi dầu nữa, xong rồi tôi lại tới đâu. Cái kia màu nó đều rồi nè mọi người. Đó, thì mình chuẩn bị tắt bếp xong cho nó nguội. Xong rồi làm tiếp bước 2 nha. Rồi sau khi để nguội rồi á, thì tụi mình sẽ đem đi rửa xà phòng lại. Xong rồi làm lại từ đầu. Đấy, tiếp tục bước thứ hai. Đó, bây giờ cho lên bật lửa tiếp, xong rồi bôi dầu, làm thêm một lần nữa. Đây, lần tôi chào thứ hai đã xong mọi người ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ để nguội một chút xíu nhá. Xong rồi mình sẽ rửa cái chảo lại. Và sau đó bước cuối cùng á, là mình sẽ bỏ dầu vào, xong rồi cho hành vào, đảo cái chảo qua cho nó thơm. Đó, thì sau đó các bạn sẽ sử dụng được. Rồi bây giờ sẽ rửa cái chảo lại nhá. Sau khi rửa cái chảo này xong á, mình sẽ lau khô và cho mọi người xem một cái chảo chưa tôi và một cái chảo đã tôi là khác nhau như thế nào nhá. Sau khi vợ mình tôi cái chảo này hai lần rồi á, thì bước tiếp theo á là sẽ bỏ dầu với hành vào để sao để cho nó thơm, nó khỏi bị hôi mùi thép đó. Nhưng mà trước khi làm cái đó thì mình sẽ cho mọi người xem cái này là cái trước khi chưa tôi này đó, và cái này là cái chảo vừa tôi xong đó, nhìn đẹp chưa. Đấy thì bây giờ bước tiếp theo là vợ mình sẽ bỏ hành vào để sao cho nó thơm nhá. Rồi sau đó cái bước cuối cùng á, để biết thành công hay là thất bại, là vợ mình sẽ chiên trứng ở trên cái chảo này. Nếu mà cái chảo này mà nó không dính á, trứng nó không bị dính á, là thành công. Còn nếu mà cái chảo này mà bị dính trứng á, là thất bại làm lại từ đầu. Ok, để bây giờ tụi mình thử xem nha. Để, cho khoảng từng này dầu.
đợi dầu nó nóng lên nghĩa là cho hành vào. Một cái kinh nghiệm mà mình tìm hiểu được trên mạng á, thì người ta bảo là mỗi lần sau khi mà mình xào cái chảo này xong á, thì mình phải đem đi rửa liền. Đó, rửa liền xong thì các bạn phải lau khô. Và lấy sau khi lau khô á, thì lấy dầu bôi lại một lớp mỏng xung quanh cái chảo này. Đó, thì cách bảo quản đó thì để cái chảo nó khỏi bị rỉ nhá. Đây, thì khi mà cái hành là vàng vàng là hơi cháy cháy như thế này á, là mình sẽ bỏ ra được rồi. Đó, tại mùi thơm là nó đã bám vào rồi. Đó. Mình đứng ở ngoài này ngửi mùi hành thơm nước mùi. Đây, bây giờ bước kế tiếp là tụi mình sẽ thử chiên từng xem nó có bị chín không nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ cho dầu vào này, chảo nó nóng rồi nè. Đó. Cho dầu vào, xong giờ chiên thử quả trứng xem. Rồi, bây giờ cho quả trứng vào nhá. Cho mọi người thấy sao? Mọi người nghĩ có thành công không? Chà, nếu mà thành công là chiên cơm bà chế bà chết luôn mọi người ạ. Đó, mà như vậy là quả hợp lý đó. Đó. Lóc rồi nè. Cái gì? Đó, như vậy gọi là tạm gọi là thành công. Các bạn xem video nếu mà thấy có gì chưa đúng thì nhớ comment để góp ý cho tụi mình với nhá. Quả hợp lý luôn. Rồi, bây giờ tối nay vợ mình sẽ thử chiên cơm trên cái chảo này thì xem là như thế nào. Mình sẽ quay lại video cho mọi người xem. Đây, vợ mình mới chiên cơm thử ở cái chảo tụi mình mới tối xong lúc này này. Đó, thì hạt cơm rất là rơi mà rất là nhìn rất là ngon luôn á. Đó, mà nó không bị dính một chút nào đâu nha mọi người. Đó, thì đây là chứng tỏ là tụi mình vừa tối cái chảo vừa xong là vừa thành công. Đó, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tụi mình. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay, nhớ like, share và comment ủng hộ cho tụi mình với nhá. Rồi nếu mọi người có câu hỏi gì thì nhớ comment bình luận ở phía dưới video để mình biết và mình trả lời cho các bạn. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.